Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang sẽ làm cái món gà xối mỡ cùng ăn với xôi nếp chiên phồng. Hôm nay Phúc Khang sẽ làm cái món gà xối mỡ tại nhà ăn cùng gia đình. Phúc Khang làm một cái video giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đón xem và theo dõi, đăng ký và ủng hộ cho Phúc Khang một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cô chú và các bạn. Hôm nay là món dễ dưới dùng chứ đủ lắm bình càng ấy à. Dồi dồi sắc nữa nè. Đò nướng đem xuống không hả? Xôi phồng, chiên xôi phồng mà ăn với gà số mỡ. Đúng là gà số mỡ này, gà số dầu. Còn cái khay ăn xuống chưa? Cây nhà lá vườn mà đâu phải là quán xá là gì đâu. Vậy là quá đẹp, quá đẹp, đẹp cú mèo. Phần trang trí nhìn cũng hấp dẫn ha, các anh chị và các bạn. Mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức. Ngày thứ bảy, Phúc Khang quất hai con gà số mỡ, tự nhà tự xối tự mỡ luôn. Này gà nhảy á, nó nổ nhảy như gà ngựa luôn. Trời, xong. Ngon quá bà con ơi. Thêm món đậu bắp nướng nữa nè, làm cho mấy cuối tuần thứ bảy, làm cho mấy em nhỏ thưởng thức và cô chú anh chị và các bạn thưởng thức ủng hộ Phúc Khang. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Phúc Khang nha cả nhà. Bây giờ Phúc Khang đã chuẩn bị xong rồi các anh chị và các bạn. Mời các cô chú anh chị và các bạn dùng bữa trưa cùng với ẩm thực Phúc Khang và cùng gia đình Phúc Khang nha. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha các anh chị và các bạn. Làm món gà xôi mỡ này rất là cực luôn các anh chị. Nó nổ, nó văng dầu á. Hai anh em nhảy chạy gần chết. Rất là cực. Thì kênh Phúc Khang ẩm thực thì Phúc Khang chuyên làm về những món ăn gia đình và review những món ăn uống, các quán ăn để cho các anh chị, cô chú và các bạn xem để ủng hộ cho kênh Phúc Khang ẩm thực. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ nhiệt tình kênh ẩm thực Phúc Khang. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì Phúc Khang chuẩn bị ăn trưa cùng gia đình, cho nên là Phúc Khang cũng không có nói thêm nhiều với cũng không có quay được nhiều nữa. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Video Phúc Khang xin tạm dừng. Và hẹn gặp lại các anh chị và cô chú những video tiếp theo. Phúc Khang sẽ làm các món ăn gia đình hoặc những món ăn lề đường, những quán ăn ở các quán mà Phúc Khang đã từng đi đến và review sẽ
cho cô chú anh chị và các bạn được xem. Có thể những món nào ngon thì Phúc Khang sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị để đến để thưởng thức. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thank you.
An xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và xem video Phúc Khang. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn những video tiếp theo.